phiếu đầu tư là cổ phiếu đạt được tiêu chuẩn tiêu chí mà các bạn đề ra. Đạt được tiêu chuẩn tiêu chí đề ra. Hôm qua đó tôi thấy có một bạn trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp nốt vô trong một cái bảng những cái ý chính về đầu tư đầu cơ rồi đó. Thì đó tôi post lên trên 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 YouTube cho các bạn xem. Đó. Thì cổ phiếu đầu tư là nó phải đạt được tiêu chuẩn tiêu chí và các bạn đầu tư theo cái trục giá trị của công ty. Đầu tư theo cái trục giá trị của công ty đó là cái nội dung bám sát để đánh giá cái cổ phiếu đó. Tức là các bạn hiểu nè, cái trục giá trị của công ty là có thể cái trục đó nó đi ngang, cái trục đó nó đi xuống, cái trục đó nó đi lên, cái trục nó đi từ 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 nó dốc lên, cái trục giá trị. Ở đây các bạn hiểu tư duy đúng như giá cổ phiếu, các bạn hiểu giá trị cổ phiếu chính là trục giá trị theo thời gian, trong đó có giá quá khứ, hiện tại và giá tương lai. Cái trục giá trị này là cái trục chính, cái trục duy nhất. Ví dụ như các bạn hôm nay các bạn có 1 tỷ, năm sau các bạn có 2 tỷ, năm sau nữa các bạn có 2 tỷ rưỡi, năm sau nữa các bạn có 5 tỷ, 3 tỷ gì đó, 7 tỷ, 10 tỷ gì đó, thì cái đường NAV của các bạn chính là trục giá trị của các bạn. Thì cái trục đó đó các bạn sẽ thấy ở trong cái thống kê tài khoản của các bạn sẽ thấy cái trục đó nó đi răng cưa vậy nè. Có lúc nó xuống, có lúc nó lên, có lúc nó ngang, rồi có lúc nó vọt lên vậy đó. Thì các bạn thấy cái trục giá trị NAV của các bạn nó sẽ đi lên. Cổ phiếu đầu tư là một cái hành vi các bạn đầu tư theo theo trục giá trị. Các bạn phải hiểu cái tư duy này nó rối rắm lắm mà. Các bạn phải hiểu nè, giá cổ phiếu là nó có nhiều giá. À, thấy chưa? À, nó gồm nè, giá sổ sách. Tức là giá sổ sách là gì? Là cái NAV của một cổ phiếu. Ví dụ như các bạn thấy một cổ phiếu giá nó đang 100.000, giá sổ sách nó 10.000. À, một cổ phiếu đang 20.000, giá sổ sách nó 20.000. Cái đó gọi là BV đó. Giá trị của cổ phiếu, tức là giá theo định giá. Rồi, giá thị trường, giá tương lai quy về hiện tại. Tức là bất kể cổ phiếu nào nó cũng có cái giá tương lai. Khi các bạn đầu tư các bạn không nhìn được giá tương lai. À, mà hầu hết mọi người dùng cái biểu đồ á, nó break chẳng hạn, nó break là nó vượt qua được cái tầng giá rồi nó lên không? Rồi nó về tới đâu thì nó chạm, ví dụ như chạm EMA bao nhiêu ngày nó gãy tạo mô hình đỉnh này, dự đoán giá đồ đủ đủ các kiểu. Rồi các bạn hiểu này, giá tương lai thị trường trả cho nó. Tức là một cổ phiếu các bạn thấy, các bạn định giá tương lai, ví dụ giá bây giờ nó ăn 20.000, các bạn nói giá tương lai của nó ở thời gian nào đó trong 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 tương lai, thì các bạn định giá trong tương lai đó là trục giá trị đó, các bạn định giá nó 50. Nhưng mà tới đó là thị trường trả cho nó một cái giá khác, chứ không phải giá 50 đâu. Chẳng qua nếu mà nó trả 50 nó trùng hợp thôi, chứ nó trả giá khác. Và về cơ bản thì nó gần gần quanh quanh đó, chứ nó cũng không có bao giờ trúng cái giá đó.